gì đặc biệt khác hơn so với chị chồng mà Mỹ Uyên đã từng đóng trong rất là nhiều phim. Tôi hỏi luôn anh Tuấn, khi nãy tôi coi một phim đó, tôi nổi da gà với cặp mắt của anh Tuấn luôn. Tại vì quen với cái hình ảnh của anh Tuấn là thường đóng những vai thư sinh hiền lành. Thì mình muốn hỏi anh Tuấn là cái thời gian gì đây anh Tuấn bắt đầu chuyển hướng đóng những cái vai phản diện á, thì mình muốn hỏi Tuấn là giữa cái vai phản diện với cái vai chính diện á, thì Tuấn cảm thấy mình bắt đầu hợp với cái vai với dạng vai nào nhất? Chắc cho tôi hỏi luôn hai bạn trẻ mà lâu không gặp là bạn Khôi Trần với lại bạn Bùi Lo, nhất là hai bạn có thể chia sẻ về cái giai diễn của mình. Tôi thấy trong cái giai đây không có biết được nhiều, với lại nhất là bạn Hồng Loan, tôi được biết là bạn cũng đã 4 năm rồi bạn mới quay trở lại đến phim, thì bạn cũng có thể chia sẻ cái thời gian vừa qua của mình. Cảm ơn anh ạ. Chị Uyên trước ạ. Chị Uyên, chị trẻ trước đó, chị nhường cho chị nói trước. Dạ. Em gì thích chặt quá. Cảm ơn nhà báo Xuân Minh. Trước tiên thì xin cảm ơn đạo diễn anh Hiếu ở đây, là một người đạo diễn mà lần đầu tiên Uyên được cộng tác, là một đạo diễn của VFC thì cũng làm nhiều phim hay rồi, nhưng mà lần đầu tiên hai chị em chạm mặt nhau ở phim này, chứ thì vô ra đài cũng chưa có gặp. Vô ra đài ở truyền hình Việt Nam với cái bộ phim Mà Cả Một Đời Anh Quán thì nhiều như là Uyên quen hết đa số các anh chị em đạo diễn, nhưng mà đây là lần đầu tiên được quen với Hiếu. Thì mình xin đính chính, không biết đúng không, nhưng mà có thêm một đạo diễn nữ nữa là Nguyễn Thu. Thì chị Thu là cũng là người ngoài Hà Nội vào trong Nam sống và làm ở thành phố Hồ Chí Minh mình rất là nhiều bộ phim. Thu làm đạo diễn rất là nhiều bộ phim, nhưng mà mời Uyên rất là nhiều lần và không có duyên để hợp tác. Và lần này thì Thu và Hiếu mời Uyên thì Uyên nhận lời ngay. Và thật sự mà nói là ở đây có biên tập luôn, Uyên cũng không biết là vai gì luôn á. Mà nghe nói mẹ chồng thì Uyên nói thôi không có mẹ chồng, nó đóng bạn với tụi nó à. Nhưng mà không ai cho mình đóng là buộc phải nhận, chứ giờ không đóng làm sao được. Bởi vì thật sự là không đóng là không mời luôn. Thì quay lại vấn đề nhân vật của Uyên thì đây là một vai không nhiều, một vai gọi là vai phụ thôi. Nhưng có lẽ là biên tập và đạo diễn thấy vai này cần phát triển, nên là tự nhiên đùng một ngày các bạn các tổ nói là chị có biết vai chị viết thêm đoạn sau không? Xong mình cứ viết cái gì nữa, thôi được rồi, vai phụ mà viết chi nhiều, để vai chính người ta nổi trội lên, chứ vai phụ là không cần nhiều. Thì thật ra thì cái vai đây là một cái vai nhỏ, nhưng mà một vai mẹ chồng nhỏ. Nhưng mà với mời Uyên thì Uyên nghĩ rằng là cần phải có trách nhiệm hơn với vai diễn này. Thì đây là một cái vai hay, mẹ chồng hay, không dài hơi, nhưng mà đất diễn rất là đắt. Và Uyên nghĩ rằng là không có một vai nhỏ nào cả, chỉ có điều là mình không biết làm cho cái vai đó hay hơn thôi. Thì qua quá trình làm việc với bạn Hiếu với bạn Thu thì mình thấy hai bạn rất là nhịp nhàng, và hai bạn giống rất là giống nhau về tính cách làm việc, cho nên không có gì khó khăn đối với Uyên hết. Chỉ có điều là hai bạn đòi hỏi cao quá, đòi hỏi rất là nhiều, diễn xuất đòi rất là nhiều, mình diễn mình sợ over, mình sợ nhiều quá đi, mà bạn không, em chưa thấy đã, làm nữa đi. Thì đây là một cái vai diễn là cũng rất là ấn tượng khi xuất hiện trở lại của Uyên trên VTV3, qua sự đầu tư rất là chỉnh chu về tất cả bộ mặt. Như chúng ta cũng biết là VFC là một thương hiệu rồi, thì người làm phim là máy 4K, thu âm đồng bộ và giọng nói thật của diễn viên. Qua đây thì cũng là một cái thách thức các bạn diễn viên trẻ, mà khi mình đóng chung thì mình thấy là các bạn sẽ có cái rèn giũa kỹ năng về đài từ, cũng giống như là cái biểu cảm của mình nó đi cùng với đài từ. Thì Uyên được đóng với các bạn vui lắm, tại vì mình tương đối là có tuổi hơn các bạn, nhưng mà các bạn rất là thanh xuân, và ngay cả đạo diễn cũng vậy, thì đạo diễn trẻ. Cho nên là bộ phim này Uyên hy vọng rằng qua cái buổi họp báo hôm nay thì các anh chị báo đài sẽ có một cái sự giới thiệu lan tỏa nhiều hơn. Bởi vì đây dàn cast này trừ Uyên ra nha, thì dàn cast này rất là tươi, rất là đẹp, và rất là cũng có tên tuổi, xuất hiện rất là nhiều bộ phim của VFC. Quỳnh Hồng Loan thì cách đây 2 năm cũng Tình Khúc Bạch Dương quay 5 rưỡi. Tình Khúc Bạch Dương cũng một vai diễn rất là ấn tượng, quay tại Nga và ở Việt Nam.
thì đây là cũng là một gương mặt xinh đẹp, và đặc biệt thì Uyên cũng thấy thú vị ở đây là có Diêm Cẩm Linh xuất hiện đầu tiên của cái bộ phim này. Có nghĩa là diễn viên đa số là miền Nam, có Quỳnh Anh thì cũng sống ở trong Nam, cho nên là người ta sẽ nghĩ là Quỳnh Anh là diễn viên miền Bắc, nhưng Quỳnh Anh là làm nghề trong này nhiều hơn. Và cảm ơn VFC đã mở rộng một cái cô chú anh chị báo đài, chúc sức khỏe lên chợ Trân Trọng. Em xin trả lời câu hỏi của anh Song Minh. Thật ra thì đứng trước máy quay không rung, mà sao trả lời báo chí rung quá trời, đâu không biết. Thật ra thì tại vì em cũng xin cảm ơn luôn, cảm ơn VFC, cảm ơn Đỗ Thanh Hải cũng như là anh Hiếu đạo diễn đã tin tưởng và giao cho em cái vai Minh, một cái vai khá nặng ký trong phim Tìm Anh Chị Ghẻ. Với gương mặt của em thì mọi người thường đa số nhìn thấy mặt dễ thương, hiền lành, thì đa số người ta chỉ giao những cái vai mà thư sinh thôi. Gần đây thì em cũng có tâm sự, thì nói em chỉ muốn chuyển hướng, em muốn đổi màu. Thì anh Hải với anh Hiếu thì cũng gợi ý em vô cái phim này, cũng mời em vô cái vai này. Thì có một số khó khăn khi mà em nhập cái vai này. Thật ra tại vì ánh mắt là điều quan trọng nhất. Tại vì hồi trước giờ em chỉ cần hiền thì ngoan, thì diễn ánh mắt là bình thường, nay thì người ta đã tin rồi. Nhưng mà trong những cái vai mà góc cạnh hay là cái vai khó về tâm lý mà cần phải đôi mắt sắc sảo, tại vì ông bà mình nói là thường thì mình suy nghĩ cái gì trong đầu thì nó sẽ hiện ra ánh mắt, tâm địa của mình đang nghĩ cái gì thì nó sẽ hiện ra ở ánh mắt. Cho nên em phải cố gắng tập rất là nhiều và suy nghĩ về nó rất là nhiều. Suy nghĩ về những cái không tốt, những cái tiêu cực, suy nghĩ về tình cảm cha con cũng vậy. Thì em là một người trong vai em rất là yêu con, rất là yêu con mình luôn, thương con mình lắm. Anh ta có thể sừng sổi bất kỳ ai, nhưng chỉ anh ta chỉ không sừng sổi với vợ và con của mình thôi. Và anh ta rất là yêu con của mình. Và vấn đề là em gặp một chút rắc rối về cái vụ con. Thì lúc anh ta ở tù 9 năm trời, thì anh ta rất là nhớ con, thậm chí anh ta ước là mình có thể bay ra khỏi khung cửa sông tù đó để mình về với con ngay lập tức, quá nhớ rồi. Rồi mà tâm trạng em thì em chưa có con nhưng mấy cái đó thì em có thể tưởng tượng được, nhưng mà mình tưởng tượng là một chuyện, nhưng mà suy nghĩ trong đầu và những cái tâm thức của mình nó là một chuyện khác. Cho nên cũng may mắn trong phim là có anh Hiếu đây. Anh Hiếu ảnh là một người đã có con rồi nha mọi người. Và ảnh nói tôi nói với bạn nè, tôi đã vô đây làm phim gần 4 năm tháng rồi, và thật sự tôi nhớ con lắm, tôi rất nhớ con tôi luôn. Cái hai anh em ngồi tâm sự, ảnh truyền ảnh những cái cảm giác, những cái nỗi nhớ, những cái lời tâm sự của ảnh. Và may mắn thay là làm Tuấn bắt được mấy cái đó, cho nên là vượt qua những cánh quay hay những cái nhớ con hay là những cặp mắt đó, thì mọi người thấy trên phim đó, thì hồi nãy anh khen nó là anh ám ảnh với đôi mắt, thì em rất cảm ơn, anh rất cảm ơn. Và bây giờ có nghĩa là em cũng là một chút gì đó thành công rồi. Và em một lần nữa xin cảm ơn anh Hiếu đã, đây là một đạo diễn rất là giỏi cho mọi người, và cố gắng chịu đựng em trong cái khoảng thời gian mà quay cái phim Tìm Anh Chị Ghẻ này. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Tiếp tục là xin chào tất cả các anh chị đang có mặt hôm nay. Thì em xin trả lời câu hỏi của anh Song Minh. Vai diễn này có vẻ là vai diễn đầu tiên đóng vai ác ạ. Cho nên là khi mà thiếu điện thoại Lan ơi, có vai này chắc là em thích lắm đó. Nó khác với em rồi đó bây giờ. Tại vì đó giờ em toàn đóng vai hiền lành, rồi khóc lóc, bi thương, rồi mọi người hay nói em là bị đóng khung vào những vai hiền lành. Nhưng mà đây có lẽ một vai khác, rất khác đó với em từ trước đến nay. Tại vì em được thể hiện cả hai tính cách nhân vật, là cả hiền, cả ác. Nên là đây sẽ là một vai diễn rất là thú vị đó với em trong khoảng thời gian này. Còn em không biết là hồi nãy anh Thông Minh có lộn với ai không, nhưng mà em không biết anh có lộn với ai không, nhưng mà em vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường anh ạ, chứ không phải là em đã 4 năm rồi không hoạt động nghệ thuật. Lộn, chắc lộn. Và năm rồi thì em có một chút việc bận kinh doanh những công việc khác, cho nên năm vừa rồi em không có tham gia phim. Nhưng mà trước đó thì em có tham gia phim Tình Khúc Bạch Dương, cũng của VFC luôn ạ. Được quay hình tại Nga và Việt Nam.
Đây là lần trở lại thứ hai em kết hợp với hãng phim VFC. Chúng anh xong mình bị ổng phạt nha. Anh nhớ lộn tên em phạt anh. Rồi. Dạ xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Mời các chị ạ. Thực ra thì Hạnh mới là người mà hoạt động nghệ thuật ngắn quãng cũng 5 năm rồi Hạnh không xuất hiện trên phim của BFC sau phim Thương Nhớ Ai và phim Mạnh Gặp Mùa Biên Hải. Thì trong 5 năm đó thì Hạnh chỉ có tham gia mấy cái sitcom ngắn, mấy cái phim rất ngắn, chiếm khoảng thời gian 1 tháng trở xuống, cho nên thành ra cũng không có xuất hiện nhiều trong showbiz. Thì khi mà trở lại cái phim này á, Hạnh bị mắc cái tật là không có tập trung, và khúc đầu thì rất là khó khăn để Hạnh vào vai, tại vì giống như là mình được trở lại một cái mái nhà bằng một cái phim dài tập để mà mình có thể thỏa sức sáng tạo vậy, thì khúc đầu Hạnh khớp và có những cái rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà cũng nhờ anh Hiếu, chị Thu cũng như tất cả các bạn diễn rất là chuyên nghiệp thì Hạnh mau chóng lấy lại thăng bằng và đã diễn tròn vai Kim. Và hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho phim Tìm Anh.